Rồi mình sẽ dẫn các bạn vào bên trong nhé. Let's go. Thôi. Đây là dinh của vua mèo. Cái này bằng đá. Vua mèo có cái ảnh trong kia. Đây là gian ngoài cùng. Là những cái nó lạnh quá thì lát nữa chưa. Đây là bộ yên cương ngựa thồ. Và đây là những cái dụng cụ lao động sản xuất ngày xưa này các bạn này. Work. Rồi mình sẽ tiếp tục vào bên trong. Ơ không ngồi ở bậc thềm. Không ngồi đấy được. Nào, đứng dậy, đứng dậy. Chỗ này phải chỗ này. À còn cả khoảng sân bên trong. Tôm lên lên với mẹ đi con. Mình sẽ tham quan cái gian ở bên này nha. Đây vẫn chưa phải là chính đâu. Có một cái phòng này không mở cửa được. Đây là sơ đồ. Còn cả cái đường bên hông này nữa. Rồi, mình sẽ bằng đá gần những như này là vĩnh viễn. Cái này là cái rất độc đáo. Đây là quả cây thuốc phiện này gấu này. Đây này, quả cây thuốc phiện đấy. Quả thuốc phiện làm bằng đá. Còn bằng gỗ lim. Đây là có chữ nho. Mà cái vẫn nguyên gỗ như này. Này đây coi như còn hơn cả biệt thự bây giờ. Trong này là một cái sàn gỗ. Rất là nhiều ngóc ngách. Chú ý cộc đồng. Mình sẽ lên trên này nha. Sưởi ở đây. Hãy
cối bằng đá. Bên này có một cái lò sưởi nữa.